Chiều cường dâng cao, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trên diện rộng. Ngập nặng, khiến giao thông đi lại trên đường Phạm Hùng, Bình Chánh, gặp khó khăn. Theo ghi nhận, từ 16 giờ ngày 28 tháng 10, nước sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và nhiều kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã dâng lên trên mức báo động 3 đến 0,18 m. Nước tràn bờ, gây ngập nặng tại một số tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, quận 7, Phú Định, quận 8, Hồ Học Lãm, quận 8, quận Bình Tân, Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, Quốc lộ 50, đường Tránh Hưng Nối Dài, Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh và Bình Lợi, quận Bình Thạnh. Nhiều khu vực quận 2 ngập sâu trong biển nước khi triều cường dâng cao. Đến khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 10, triều cường tiếp tục dâng cao hơn, khiến một số khu vực bị ngập nặng. Trong đó, khu vực phường Thảo Điền, quận 2, bị ngập trên diện rộng. Tương tự đường Nguyễn Văn Hưởng cũng bị ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân mệt mỏi đẩy xe qua khu vực ngập, nhiều đoạn đường để tránh nước tràn vào nhà, nhiều người đã dùng bao cát chặn phía trước cửa. Người dân dùng bao cát để ngăn nước tràn vào nhà. Tại đường Trần Não có đoạn nước ngập sâu gần 0,5 m và kéo dài hơn 0,5 km, nhiều xe bị chết máy, các quán cà phê phải đóng cửa, nhiều nhà dân bị nước tràn vào. Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, ngụ đường Trần Não, cho biết, chị chạy xe đón con nhỏ tan học về thì ngay lúc triều cường dâng cao và ngập, hai mẹ con phải vật vã hơn 2 tiếng mới về được đến nhà. Tại đường Trần Não có những đoạn nước ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe bị chết máy. Phần thì xe bị tắc máy phải dắt bộ, trên lưng lại phải cõng con nhỏ. Tôi phải vất vả lắm mới về được nhà, chưa kể nước ngập hôi thối làm hai chân của tôi vừa có mùi, vừa ngứa, khổ ơi là khổ, chị Mai Hoa than thở. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường đợt này sẽ lên đến 1,72 m lúc 16 giờ 30 phút ngày mai, ngày 29 tháng 10. Nhiều tuyến đường, khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ngập sâu đúng giờ cao điểm. Dự báo, giao thông sẽ ùn tắc tại nhiều khu vực do ngập nước. Hàng rào được đặt tại khu vực ngập sâu để cảnh báo nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng đã gửi công văn khẩn đề nghị các quận, huyện 7, 8, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường. Người dân bị bõm trong biển nước để về nhà. Các sở, ngành cũng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí bờ bao, cống quan trọng cũng như bố trí máy bơm nước di động để khắc phục sớm các sự cố ngập úng. Trước đó, đợt triều cường cuối tháng 9 đầu tháng 10 đạt 1,77 đến 1,8 m trên sông Sài Gòn và Đồng Điền, đỉnh chiều cao nhất từ trước tới nay đã khiến một đoạn tường bao trên đường Bến Mễ Cốc, quận 8, bị bể và gây ngập hàng trăm nhà dân.